Kính chào quý vị và các bạn đã trở lại với kênh của Nga USC. Hôm nay là một ngày của đầu tháng 10 năm 2023. Đầu video, mình xin kính chúc quý vị và các bạn thật là nhiều sức khỏe và một ngày thật là nhiều may mắn. Thưa quý vị, hôm nay thì ở cái khu vực Midwest của mình là nhiệt độ nó bắt đầu nó xuống rồi quý vị. Buổi tối nó chỉ xuống còn khoảng còn có 5 độ C thôi. Như bây giờ là buổi sáng thì nó 9-10 giờ sáng rồi, nó cũng chỉ được có khoảng 8-9 độ C. Thì ngày hôm nay nhiệt độ cao nhất chỉ được khoảng có 15 độ C thôi. Và cái nhiệt độ nó sẽ tiếp tục như vậy cho tới hết tháng 10. Và từ đó trở đi là nó cứ lạnh dần dần thôi quý vị. Coi như những ngày hè nắng ấm nó đã qua đi ở cái vùng Minnesota của mình. Thì hôm qua là mình đã bưng hết những cái cây cối đã vào trong nhà hết đó quý vị. Thì đây là quý vị thấy một cái số những cái cây cối của mình nè. Cây lưỡi hổ, rồi cây cây này là cây gì ta, cây thủy trúc nè, cây này là cây thủy trúc. Rồi mình đây là cây lá đồng tiền. Đó, cây này người ta gọi là một trong những cây phong thủy đó quý vị. Và đây là cây lưỡi hổ nữa. Bên kia thì mình có một cái cây này là cây người ta gọi là Christmas cactus. Cái cây này nó sẽ ra hoa vào Noel đó quý vị. Mình để ra ngoài nắng á, nó đẹp, thành ra hy vọng năm nay mình sẽ có rất là nhiều hoa vào cái Noel. Rồi đây nữa là sen đá của mình này quý vị. Cái chậu sen đá hình tròn của mình, ở trong đó mình trồng sen đá ngọc bích nè, sen đá hồng dâu nè, sen đá phổ thông nè, sen đá lửa nè. Và ở sau này là mình có cây cây dao rất là lớn luôn. Cái chậu này mình cũng là phải đem vô. Bên cạnh đây, bên tay phải của quý vị là mình có cái cây sen đá phấn trắng. Cây này nè quý vị. Rồi mình đây mình có một cái loại cây giống như là cây, cái giống như một loại quỳnh vậy quý vị, mà cái lá nó có cái hình xích sắc như thế này nè. Cây này mình cũng mới trồng năm nay thôi. Rồi phía kia thì quý vị cũng có một cái cây phấn trắng nữa. Đó. Quý vị thấy như cái chỗ này của mình đó, cây nó nhiều không? Còn phía bên này là mình có một lô những cái cây xứ Thái Lan mình đem vô nè. Mình quay này nó hơi ngược nắng, chắc nó chói mắt ha. Chắc để mình xoay qua phía bên kia thì quý vị sẽ dễ thấy hơn. Tại cái đám cây này mình đem vô, quý vị mình để gần cửa sổ đó, để cho nó có nắng. Đây, mình đứng phía này cho quý vị xem sẽ dễ hơn. Đây là những cây xứ Thái Lan mình đem vô nè quý vị. Ở góc này mình có 7 cái chậu xứ Thái Lan. Mình đem vô như thế này thì mình mới bảo vệ được nó. Nhưng mà quý vị thấy nó bị lạnh, mấy hôm trước nó bị lạnh, nó cũng rụng cũng nhiều lắm nè. Cái lá nó rụng, ở đây là cái quả của cái bông xứ Thái Lan duy nhất mà mình có nè. Mình giữ nó để mình lấy hạt. Bên đây mình cũng có một loại succulent. Loại này nó như là tháp chùa vậy quý vị. Nó ngã nghiêng tùm lum nên mình lấy cây mình chống, chống như là hàng rào luôn. Hôm nay thì nó cũng ra một cái hoa nhỏ xíu xíu. Nó màu đỏ, đây là cái hoa của nó nè quý vị. Nó tua tua như thế này. Bên đây mình có một cái chậu quỳnh. Quỳnh này của mình là nhật quỳnh đó quý vị, ra hoa ban ngày. Dưới này thì mình có một lô những cái succulent cactus nhỏ nhỏ mà mình đang nhân giống ra quý vị. Mình để nó ngay ở cái hàng đầu đây. Đó, bên phải quý vị là mình có một cái loại cactus mà nó bé li ti á quý vị. Nhìn nó cũng dễ thương lắm. Đây là nó là loại này nè. Nó nhỏ xíu rồi quý vị. Ha, mình để cái ngón tay vô để quý vị xem. Nó rất là dễ thương ha. Còn cái đây là mình có gà mẹ gà con nè. Cái đây mình có một cái loại hồng dâu. Bữa trước mình gây ra mà nó bị giống như nó bị hư đó. Thành ra mình trồng riêng một cái chậu để mình theo dõi. Còn cái đây là sen đá ngọc bi nè. Cái loại mà hột 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 nhỏ 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 nè quý vị.
Rồi bên này thì mình có cái đây là một cái loại người ta gọi là string of turtle. Cái lá của nó giống như cái mai của con rùa á quý vị. Thì mình trồng thì nó cũng ra những cái hoa này vậy quý vị. Ở đây là những cái hoa của nó nè. String of turtle. Rồi bên đây thì mình có một, đây cũng là một cái loại mà mình cứ gọi đùa là trái tim chả làm đôi á quý vị. Cái này mình cũng gây một cái cây nhỏ, nó có hai cái lá hai bên, xong nó lên xong nó lại xoay 90 độ đây quý vị. Đó, nó ra hai cái lá hai bên, xong nó lại xoay 90 độ, nó ra hai cái lá hai bên, nó cứ tiếp tục như vậy đó. Và bên này nữa là mình có một cái loại sơn lá kim cương này, Hangwortia. Cái loại này nó có cái mặt bằng ở trên đó. Ở đây là những cái loại, những cái chậu nhỏ nhỏ mà mình nhân giống đó quý vị. Qua bên đây nữa mình cũng đang nhân giống một số những cái loại sen đá. Đây, đây cũng là một cái loại sen đá. Mình nhân giống lẫn với cái loại mà trái tim chả làm đôi nè quý vị. Và cái này mình cũng gây giống mà mấy hôm mùa lạnh đó mình để ở ngoài á, không biết con gì hay châu chấu hay cái gì nó ăn cái lá nè, nó ra hoa đây quý vị. Đây là cái hoa của cái loại sen đá này, cái bông nhỏ xíu như thế này nè quý vị. Rồi bên này mình cũng đang nhân giống một cái loại, nó cũng là sức cơ lần đó quý vị, mà nó mọc lên nó xoắn xoắn như thế này đó quý vị xem. Đó, nó xoắn 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 xoắn. Cái khu vực này là cái khu vực mà mình chuyên môn là để mình nhân giống đó, mình đem nó vô. Cái đây là cũng là một loại sen đá mà nó lá màu hồng mà quý vị, nó còn nhỏ lắm. Ba cái chậu này là cùng một loại mình đang nhân giống cho nó. Phía bên tay trái quý vị thấy có một cái loại sen rồng, nó đẹp không, nó nhỏ xíu xíu à, mà nó dăng 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 cái chung quanh như là mạng nhện vậy đó. Đây quý vị xem, nó rất là ngộ. Do đó mà ở đây mình làm hai cái chậu nhỏ nhỏ để mình coi cho nó làm sao. Trên này thì mình cũng đang có một cái cây người ta gọi là Buddha Belly, tức là cái bụng của ông Đức Phật đó quý vị. Đây cái lá nó như thế này nè, nó nhìn như thế này và nó cũng ra từng lá từng lá. Phía bên này thì mình có nhiều sen đá hơn nè. Đây cũng là một cái loại sen đá mà mình vẫn nói là có tim chả đôi đó quý vị. Đây nó đây, nó cứ 90 độ 90 độ. Sau đây mình có hai cái cây phấn trắng, sen đá phấn trắng mình đem vô. Cái loại này mình thích là tại vì nó cứ vươn cao lên như vậy nè quý vị, nhìn nó rất là thích luôn. Xong ở phía dưới này thì mình cũng có sen đá Aeonium kiwi nè quý vị, mình cũng mới đem vô, mình để ngoài sân đó, thành ra nó có mưa đó quý vị. Mấy cái trắng trắng này là mưa đó, những cái hạt mưa nó ở trên cái cánh của cái sen đá này, xong rồi cái nắng xuống nó khô, nó để lại những cái vết này giống như vết mưa vôi á. Nhưng mà cũng như thưa quý vị là mình để ngoài đó hơi lâu á, thành ra cũng giống như có mấy cái con gì nó ăn cái lá của mình. Thì quý vị xem này, nó bị ăn những cái gốc nè. Còn cái này là do giọt mưa đó quý vị, mưa đó. Nên mình nếu mình lấy tay mình lau đi thì cái vết này nó đi, nó bị mưa mưa xong rồi nắng lên nó khô, nó để lại những cái vệt nước. Đó, đây là mình có hai cái chậu Aeonium kiwi này. Đó, loại này mình vẫn gọi là sen đá ba màu quý vị, thì nó lạnh nó đổi màu. Bên này mình có một cái chậu sen đá hỗn hợp, mình trồng đủ thứ hết. Cây này là sen đá lửa nè, xong rồi mình có sen đá
hanguchia, nhưng mà cái loại này quý vị thấy khác cái loại vừa rồi mình chỉ quý vị, mình chia sẻ quý vị không, cái lá nó no tròn mà nó không có mặt bằng ở trên. Nhưng cái loại này mình để ngoài sân á thì nó đẻ quá trời luôn quý vị này, nó đẻ 3-4 cây luôn. Cái loại này là sen đá sỏi xanh nè, nó mình để ngoài trời đó, nó mưa đó, nó như vậy. Ở đây là một loại sen đá, cũng sen đá phổ thông thôi, nhưng mà để ngoài trời nó quý vị, nó có nắng, nó có mưa đầy đủ á, cái cánh hoa nó cứng mà nó đẹp lắm, nhìn nó to mà nó cứng như vậy quý vị. Mấy cái phấn trắng ở trên cái lá này cũng là một cái loại phấn này, nó bảo vệ những cái lá hoa nó không có bị cháy quý vị. Thành quý vị thấy cái này nó không bị cháy không, thì mình lau đi nữa nó bay mất cái phấn trắng đi nè, cái loại phấn trắng để bảo vệ cái sen đá đó. Quý vị xem cái chậu sen đá này của mình đã không, mình trồng hỗn hợp luôn, coi như là 1, 2, 3, 4, 5 loại sen đá vô một cái chậu, nhìn rất là dễ thương quý vị ha. Phía bên này nữa thì mình có cũng một cái chậu lá đồng tiền nè. Trên này thì mình mới xin được một cái loại hoa lan của Úc đó quý vị, hoa lan của Úc mà ra cái dây dây vàng vàng á, hoa vàng 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 thiệt là nhiều á. Cái này mình mới gây thôi. Đó, trên này thì mình có một cái chậu kim tiền. Đó, đây là một cái khu vực nhỏ của mình khi mình đem cây vô đó quý vị. Phía trên của khu vực đó là mình có những dây leo nè. Đây là cái cây bơ rồ theo. Mình có mấy hai cái chậu bơ rồ theo. Rồi phía bên tay phải quý vị thì mình có một cái loại giống như là rò quỳnh nhé, mà loại quỳnh nhỏ, tiểu quỳnh. Phía sau thì là mình có hai ba cái chậu spider web. Thì đây là quý vị thấy mùa đông đó, là một cái cửa sổ của mình đó. Cái này thực sự là một cái cửa lớn của mình. Thì là mình để bao nhiêu cây đây quý vị? Những loại cây này để gần cửa sổ để cho nó có nắng. Hễ mà bắt đầu mà mùa lạnh mùa đông tới là coi như mình sống giữa vườn cây đó quý vị. Đây là một cái cửa sổ khác của mình nè. Quý vị thấy không? Nó chi chít như thế này. Ở bên ngoài như quý vị đã để ý, mặc dù là trời là lạnh nhưng bên ngoài nó có nắng quý vị. Nhiệt độ bây giờ chắc khoảng được 7-8 độ thôi mà nó có nắng. Đây là một cái cửa sổ khác nè quý vị. Một cửa sổ khác nữa của mình. Quý vị thấy nó đã không? Mấy cái này là sen đá ống điếu đó quý vị. Và đây mình cũng có mấy cái sen đá kim cương nè, hanguchia đây.
Đây là cái khu vực basement của mình nè quý vị. Ở đây mới là mình sống giữa vườn cây nè quý vị. Đó, quý vị xem đây là một cái cửa sổ. Và mình đem bấy nhiêu cây vô mình để chung quanh cái cửa sổ. Phía bên trái của quý vị ha là mình có cây ông lão nè. Xong rồi dưới thấp nữa là mình có cây lá cẩm nè. Xong rồi ở dưới này là mình cây có cây cây coleus, tức là Việt Nam mình gọi là cây lá tía tô cảnh nè. Xong rồi mình có cây dao nè, rồi mình có cây quỳnh nè, rồi mấy cái cây mà quý vị thấy cái lá nó tu 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 mà đứng lên là cây phấn trắng nè. Xong rồi dưới này là mình có hoa phong dự thảo geranium đó. Đó, geranium. Xong rồi bên tay trái của quý vị đây là mình có cái suối phun sen đá với lại sen đá kim cương. Đó, mình trồng toàn sen đá kim cương không. Dưới này phía tay phải quý vị là mình có cái chậu bạc hà lên rất là tốt luôn. Phía sau này thì mình có một cái chậu sả. Chậu sả này là mình cất để đem vô để làm giống đó quý vị, cho sang năm. Ở đây mình đã thử rồi, sả mà nếu mà mình không có đem vô làm giống mình để ở ngoài thì nó chết quý vị ơi. Nên là mình đành phải bứng một cụm mình đem vô. Và phía sau đây là mình có ba cái chậu hoa lài. Hoa lài hôm nọ mình dọn dẹp cho nó đó. Để chuẩn bị nó vô đem vô nhà thì nó cũng ra hoa. Quý vị thấy nó có một số lác đác những cái hoa lài màu trắng. Phía sau cái giàn hoa lài với chậu sả là mình có một cái giàn nữa, ở trên đó mình cũng để một số những cái sen đá. Đó, ở trên cao là quý vị thấy mình có cây dao nè. Xong rồi có cây mạng nhện nó spider web nè, xong rồi mình có một cái loại sen đá tua 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 tua. Đây là một cái cửa sổ khác của mình. Ở cái hàng đầu là mình có mấy cây quỳnh và cây ớt. Cái hàng thứ hai của mình là mình cũng chơi như vậy. Quỳnh và ớt. Quý vị thấy mấy cái ớt của mình nó vẫn còn đang ra trái. Lai rai nè. Quý vị thấy cái cây ớt này mình đem vô, mình mới đem vô được có 2 3 bữa mà quý vị thấy nó ra hoa không? Giống như đem vô cái nó thấy trời ấm á, nó ra hoa quá chừng luôn. Quý vị coi nè, hoa li ti rất là nhiều luôn. Ha. Mặc dù là nó có một cái số lá quý vị hôm trước mình đem vô đó, cái nó bị lạnh nó chết nè, còn lại là nó ra hoa. Đó. Đây là ớt. Ớt mình đem vô, khi mà mình đem vô quý vị là mình cắt hết, mình cắt cho nó thưa lại. Cái này là mình giữ giống. Thật sự ra mấy cái ớt này mình trồng cũng được mấy năm rồi đó, chắc 5 năm có hơn ạ. Quý vị thấy nó vẫn còn trái nên mình vẫn cứ để nó vô đây, nó vẫn tiếp tục chín đó quý vị. Đó, quý vị thấy ớt không? Phía sau là mình có mấy cái cây coleus, tía tô cảnh. Đây là một cái cửa sổ của mình đó. Quý vị thấy cái cây này ớt có ra đã không? Coi nè, chi chít luôn. Thì đây là một cái cửa khác của mình đây quý vị. Cây chỗ này thì mình để hoa nhiều hơn. Quý vị không, mình thấy có hoa dạ yến thảo nè, rồi hoa cúc nè, rồi hoa có một cái chậu mình trồng hoa thạch thảo mình cũng đem vô nè, rồi cành dao nè, rồi hoa những thứ hoa hết, hoa angel wing của mình nó cũng ra hoa nè quý vị, cái hoa mà quý vị thấy màu cam cam đó. Rồi mấy cái chậu rau lan của mình cũng đem vô để đây.
Đó, mấy cái chậu hoa của mình. Cái này là cái chậu asparagus fern của mình. Cái này là mình dùng để mình cắm hoa quý vị. Mình cắm đệm vô, khi mình cắm hoa có những cành phụ đó, và cái chậu này là rất là tốt luôn. Đó, bên đây mình cái chậu này là cái chậu cây cây dền của mình nè, cây dền ăn lá đó. Mình để mình lấy hạt mà giống như là hạt nó cũng chưa có được hết, mà trời nó lạnh quá mình sợ nó chết nên mình đem nó vào. Những cái hoa dền quý vị thấy nhìn nó lớn nó đẹp không? Hình như nó bắt đầu nó rụng hạt vào tay của mình phải không? Chưa đâu. Đó, những cái hoa dền rất là lớn. To luôn. Không, quý vị xem nè. Đẹp không? Cái này thì mình lấy giống á, tại vì cái cây này năm nay mình mới xin được hạt á. Thành ra mình phải để mình làm giống. Trời ơi, quý vị thấy cái hoa nó đã ha. Coi nè. Hoa dền, dền này dền tía. Dền nó có hai loại quý vị, dền trắng và dền tía. Có người thích ăn dền trắng, có người thích ăn dền tía. Phía sau nó là mình có một cái chậu thủy trúc nè quý vị. Rồi phía sau nữa là mình có cái chậu húng quế, mình để cho nó ra hoa. Đây mình quay gần cái khu vực hoa để quý vị xem. Đây là hoa dại yến thảo nè. Bên đây mình cũng có một cái chậu này là chậu Ionium kiwi đó quý vị. Mình để ở ngoài sân nè. Nó bị mấy cái con gì nó ăn cái lá của mình hết trơn nè. Bẻ đi để cho nó mọc cái khác. À, quý vị thấy nó bị ăn nè. Đó, rồi mình có cactus, rồi quý vị thấy mình có chậu rau răm nè. Rồi mình có một cái chậu sen đá khác. Đó, phía sau mình có begonia, angel wing ra hoa nè quý vị. Bên tay phải quý vị là mình có chậu dấp cá. Bên này là mình có hoa. Hoa này là hoa, có người gọi là hoa châm ổi, có người gọi là hoa cất lợn gì đó. Bên đây mình cũng có một chậu dấp cá nó ra hoa nè. Rồi hoa thạch thảo, rồi hoa cúc. Rồi hoa 10 giờ. Có gì mình đem vô hết luôn á quý vị. Bên đây cũng lại là một cửa sổ khác của mình. Bên đây thì đa số là cây dao, cây nha đam, một lô những cái sen đá của mình. Quý vị xem đã thấy chán chưa, quá trời sen đá. Dưới này mình cũng vậy nè. Đó, mình có quá trời cây mình đem vô. Mình có mấy cây chanh ở đây, cây chanh, có cây hoa. Rồi cái đây là mình có cây câu kỳ tử này quý vị, goji berry đó, nó ra hoa. Mà ngộ ghê quý vị, mình trồng cái cây này nó ra hoa rất là nhiều luôn quý vị xem. Mà nó chưa không có đậu quả. Mình trồng trong chậu quý vị thấy nó hoa không? Hoa nó tím 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 đầy hết mà không ra trái. Đó, hôm nay cái là một ngày của đầu tháng 10, trời lạnh. Mình đem hết cây vô trong nhà. Nên mình cũng quay cho quý vị thấy mùa đông đã đến, thì bắt đầu mùa thu bắt đầu đến trên xứ của mình. Rồi mùa đông sẽ đến sau đó với tuyết trắng khắp mọi nơi. Thì mùa lạnh mình cũng sống giữa rừng cây này quý vị. Hay là sống giữa vườn cây đi ha. Nghe sống giữa rừng cây thấy ghê quá, sống giữa vườn cây.
tất cả cửa sổ của mình ở dưới basement đều được tận dụng để cây. Cửa sổ ở trên nhà mình cũng vậy. Cái video này chắc cũng dài rồi, mình quay loanh quanh luẩn quẩn để quý vị xem những cái cây cối ở trong nhà của mình. Đây là cái bình hoa khô cắm thú cầu của mình nè quý vị. Hay trên già mình hái vô mình cắm một bình đây. Mình cũng để dưới basement đi để khi nào mình chuẩn bị hoa thì mình mới dùng nó. Và đây là cái đám hoa của cái cây lồng đèn này quý vị. Đó, mình gặt hái vô rồi mình để cho nó khô đó, quý vị. Để mình cắm hoa. Cái này mình vẫn còn để ở dưới basement. Bừa bãi đủ khủ đồ tùm lum tà la của mình ở đây. Mình cảm ơn quý vị đã theo dõi. Và cũng như cảm ơn quý vị đã ủng hộ mình từ trước đến giờ. Mình xin phép quý vị mình dừng cái video này ở đây ha. Trước khi dừng thì mình một lần nữa xin chúc quý vị thật là nhiều sức khỏe và một ngày với mọi điều may mắn. Xin chào quý vị và hẹn gặp quý vị vào cái video kế.